Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Không biết kỳ nghỉ Tết nguyên đán của các bạn như thế nào nhỉ? Các bạn đã quay trở lại làm việc và học tập bình thường hay chưa? Dù câu trả lời là gì thì mình tin rằng rất nhiều bạn vẫn còn lưu luyến những ngày lễ Tết vừa rồi đúng không? Vậy để các bạn bớt nhớ nhung những ngày đầu năm con mèo thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những Pokemon chó mới được giới thiệu trong Pokemon Scarlet và Violet nhé. Thậm chí, không biết vô tình hay cố ý mà dù có thể nói là được ra mắt trong năm con mèo, nhưng thế hệ thứ 9 của Pokemon lại có số lượng Pokemon thường được xây dựng dựa theo loài cuốn nhiều nhất. Không biết mấy ông Game Freak có đang troll Việt Nam ta không đây? Vậy những Pokemon chó của Gen 9 là những Pokemon như thế nào? Sức mạnh của chúng ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Video sẽ có một số ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Gia đình nhà Fido và Dachshund có thể được xem là loài chó bản địa của vùng đất Pandia. Và vì là chó bản địa nên loài này cực kỳ hiền lành, thân thiện và luôn hiện diện, nghe lời cũng như là rất có ích trong cuộc sống của người dân vùng Pandia, đặc biệt là trong ăn uống. Khoan khoan, không như các bạn nghĩ đâu. Theo nghiên cứu, trong hơi thở của Fido có chứa men và con người sẽ dùng nó để làm lên men các món ăn khác. Trong khi đó, dạng tiến hóa của Fido là Dachshund thì lại có khả năng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, giúp cho lúa mì phát triển. Vì vậy mà từ xa xưa, Fido và Dachshund đã được các làng nông nghiệp ở vùng đất Pandia bảo vệ và hết sức trân trọng. Có thể dễ dàng nhận thấy, Fido và Dachshund liên quan mật thiết với các loại bánh. Dough trong tiếng Anh có nghĩa là bột nhào, bột làm bánh. Từ đó mà dễ hiểu cho việc cơ thể Fido có màu vàng nhạt, mềm mại và có độ co giãn, những đặc điểm rất đặc trưng của bột bánh. Đặc biệt hơn nữa, nhiều người tin rằng Fido còn được lấy cảm hứng từ một chú chó nổi tiếng ở Ý có tên là Fido. Chú chó này được người ta chú ý đến vào năm 1943 vì sự trung thành. Suốt 14 năm, mỗi ngày cho đến hơi thở cuối cùng, Fido luôn tự mình đi ra bến xe để đợi người chủ của mình về vì nó không biết rằng chủ nhân của mình đã hy sinh trong Thế chiến thứ hai. Vì vậy mà Pokemon Fido được cho là sở hữu sự trung thành như chú chó Fido kia. Còn với Dachshund, chữ bun trong tiếng Anh có thể hiểu là những chiếc bánh mì hoặc vỏ bánh. Nói chung là những chiếc bánh thành phẩm đã được nướng trong lò. Vì vậy mà Dachshund có màu chủ đạo là màu nâu của bánh nướng cùng những chi tiết như là những chiếc bánh vòng. Như thể sợ mọi người không biết Dachshund giống với bánh nướng nên nhà sản xuất còn tặng riêng cho Pokemon này một ability độc quyền có tên là Well-Baked Body, tạm dịch là cơ thể nướng kỹ. Ability này giúp cho Dachshund được tăng 2 bậc defense mỗi khi bị tấn công bởi các chiêu thức hệ lửa, cũng như là không chịu sát thương từ chiêu thức đó. Tuy nhiên, với một Pokemon thuần hệ tiên như Dachshund thì khó mà câu được một chiêu hệ lửa, trừ khi đối thủ chỉ mang theo đúng Eruption. Nhưng không sao, với chỉ số defense sẵn đã là 115 thì Dachshund cũng không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc tăng chỉ số. Cộng thêm tốc độ 95 và có thể lãnh hội được Body Press thì Pokemon chó quay này còn có thể vô tư tấn công. Cộng thêm Stab Play Rub cùng Stomping Tantrum hệ đất thì độ cover của Dachshund là vô cùng rộng. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ hoàn toàn có thể làm chủ công, cắn phát nào là đau phát đấy. Về sự lựa chọn hệ Terra cho Dachshund, trainer có thể cho Dachshund Terra hệ tiên hoặc hệ đất để có thể tăng sức mạnh mỗi khi dùng Play Rub hoặc Stomping Tantrum. Vì chỉ số tấn công của Pokemon này là không quá xuất sắc nên cần dồn sát thương hết mức có thể. Hoặc nếu bạn muốn chú chó của mình trâu hơn và tận dụng ability độc quyền tốt hơn thì Terra hệ thép cũng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nhìn chung thì với một Pokemon có thể nói là chuyên về tấn công nhưng lại hơi thiếu cách để tự tăng sức mạnh thì Dachshund có vẻ không được ưu tiên lựa chọn sử dụng lắm. Một trong những Pokemon được ưu ái xuất hiện rất nhiều trong diễn biến của game Pokemon Scarlet và Violet là Mabostiff vì nhân vật Arvin có sở hữu một chú chó này. Mabostiff được tiến hóa từ Mershiff ở level 30. Mershiff có vẻ ngoài hết sức là trẻ trâu, tóc mohawk dựng dựng nhuộm vàng, tính cách thì rất thích nghiêng đầu câu có tỏ vẻ cool ngầu để đe dọa những người xung quanh, nhưng thực chất
thì đến cả con nít cũng chẳng thèm sợ thanh niên này. Cái tên Mastiff có thể là biến tấu từ Mastiff, một loài chó ngao có nguồn gốc từ nước Anh. Theo Wikipedia thì Mastiff là giống chó có thể đạt được số cân nặng lớn nhất thế giới và đứng thứ 3 về chiều cao. Điều này được thể hiện rất rõ sau khi Mastiff tiến hóa thành Mastiff vì cơ thể Pokemon này giờ đã phát triển rất to lớn. Chữ Mastiff đã bị chia cắt bởi chữ Boss và đây cũng là Pokemon đầu tiên được xếp vào nhóm Boss Pokemon. Trước đây chúng ta có Honchkrow là Big Boss Pokemon. Vậy có nghĩa là Honchkrow hơn Mastiff một bậc đúng không nhỉ? Dù được xây dựng rất hầm hố, mang hệ bóng tối và có phần đáng sợ, nhưng Mastiff thực chất lại vô cùng hiền lành và còn rất thích chơi với trẻ em. Kiểu trưởng thành hơn hẳn trước khi chưa tiến hóa còn trẻ trâu. Mastiff cũng có bản tính bảo vệ gia đình rất cao. Nó sẵn sàng giải phóng hết sức mạnh của nó để bảo vệ bầy đàn và chủ nhân. Nhờ đó mà Mastiff được sở hữu ability độc quyền Guardog. Guardog giúp Mastiff đảo ngược sự ảnh hưởng của Intimidate lên nó. Tức là thay vì bị Intimidate giảm một bậc, thì đối thủ sẽ giúp nó tăng một bậc attack. Với công vật lý căn bản 120, thì đối thủ sẽ cực kỳ hối hận khi đã Intimidate chú chó này. Chưa dừng lại ở đó, Mastiff còn có thêm cả Intimidate để lật mặt trở thành kẻ đi hù dọa. Và đặc biệt nhất, Ability ẩn, Stakeout giúp tăng gấp đôi sức mạnh của chiêu thức nếu mục tiêu có sự thay đổi người. Cả 3 Ability của Mastiff mang tính meta cực cao, nên Pokemon này sở hữu Ability nào cũng đều tốt. Nhưng Guardog và Stakeout đang được lựa chọn nhiều vì sự mới mẻ trong chiến thuật mà nó mang lại. Với Guardog, việc Mastiff câu được Intimidate là không hề khó. Nếu Pokemon này cầm thêm cả Adrenaline Orb nữa, thì vừa được tăng công lẫn vừa được tăng tốc độ. Như đã nói, Attack 120 và Speed 85 đều được tăng một bậc, thì khó mà cản được Mastiff càng quét với những Crunch và Play Rough. Terra cùng hệ bóng tối là sự lựa chọn tốt để tăng sức sát thương cho mỗi cú cắn của Mastiff. Tuy nhiên, Guardog có phần hơi phụ thuộc vào đối thủ, và nếu không được Intimidate kích chỉ số, thì Mastiff có thể nói là sẽ vô cùng tạ, đúng với việc giống này là giống chó nặng nhất thế giới. Vì vậy mà Stakeout nổi lên như là Ability nên sử dụng nhất của Mastiff, vì việc thay đổi Pokemon trong trận diễn ra rất thường xuyên, nên tỷ lệ được hưởng lợi sẽ cao hơn rất nhiều. Một điều thú vị nữa là Mastiff có thể lãnh hội được chiêu thức Comeuppance. Đây là chiêu thức phản đam cho đối thủ kết hợp giữa Counter và Miracle. Tức là dù phải nhận sát thương từ chiêu thức vật lý hay đặc biệt, thì Comeuppance đều trả lại cho đối phương 1,5 lần sát thương đã gây ra cho Mastiff. Mastiff mang theo Assault Vest thì hoàn toàn có thể phát huy chiêu thức này. Chỉ có điều là Comeuppance không bị giảm độ ưu tiên như là Miracle hay là Counter, nên Trainer sẽ phải chọn Nature giảm Speed và không build IV vào chỉ số này. Nói chung là Mastiff là một Pokemon rất thú vị, từ xây dựng background cho đến cách chơi. Tiếp tục là sự ưu ái mà nhà sản xuất dành cho các Pokemon chó của vùng đất Pandia. Trước khi Pokemon Scarlet và Violet chính thức được ra mắt, Grievous đã có tận 2 trailer riêng cực chất chỉ để nói về chú chó này. Thông qua trailer, có thể thấy Grievous là một Pokemon rất thân thiện và có phần bị thu hút bởi con người. Tuy nhiên, lưu ý rằng Grievous là một loại cún me. Người dân Pandia đồn rằng Grievous là hiện thân của một Pokemon khi còn sống là chó hoang dã và chưa bao giờ tiếp xúc với con người. Đó là lý do vì sao Pokemon này lại trở nên phấn khích khi gặp con người. Và dù không hề cố ý, nhưng Grievous sẽ từ từ hút lấy sinh lực của những người xung quanh, nên chúng ta đã được cảnh báo rằng không nên chơi với Pokemon này quá lâu và quá thường xuyên. Cái tên Grievous rất có thể là biến tấu của Graveyard, có nghĩa là nghĩa địa. Khi đạt được level 30 vào ban đêm, Grievous gây bất ngờ khi sẽ tiến hóa thành Houndstone. Có một số lấn cấn khi Pokédex của Pokemon Violet có nói rằng Houndstone là do một Pokemon được nhiều người thương tiếc tái sinh thành, trong khi dạng tiến hóa trước của nó thì lại hoàn toàn ngược lại. Vậy là sao nhỉ? Được biết, trong tất cả các Pokemon chó thì Houndstone được cho là loài chó trung thành nhất. Có thể dễ dàng hiểu cho nhận định này vì ngay cả khi chủ nhân của nó qua đời thì Houndstone vẫn có thể ở cạnh bên người mà nó yêu quý. Pokemon này có thể vùi mình xuống đất chỉ để lộ ra tấm bia mộ trên đầu và nó có thể cứ nằm như vậy hàng năm trời để dành sự tưởng nhớ và kính trọng đến chủ nhân đã mất của nó. Chính vì vậy, Houndstone là chủ sở hữu duy nhất của chiêu thức Last Respect, một chiêu thức cực kỳ khủng bố khi có thể đạt được sức mạnh là 5.050 điểm.
Cụ thể thì chiêu thức này chỉ có sức mạnh khởi điểm là 50, nhưng cứ với mỗi lần đồng đội của Hailstorm mất khả năng chiến đấu thì Last Respect sẽ nhận được 50 điểm tăng. Điểm tăng này vẫn sẽ được cộng nếu trainer hồi phục các Pokemon đã mất khả năng chiến đấu và chúng lại mất khả năng chiến đấu một lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại và sau tối đa 100 lần góp vốn thì Last Respect sẽ có sức mạnh hoàn hảo là 5050 điểm. Cứ một cắn là một mạng tất cả các thể loại đối thủ không có thể thường. Mạnh thì quá mạnh rồi, giờ thì cần phải nhanh. Với speed 65 thì hơi lưng chừng, nhưng với ability Sandrush thì team Bảo Cát lại chào đón một thành viên cực kỳ sáng giá. Thế hệ trước đã có Dracovish cắn cực kỳ đau, giờ có thêm Hailstone với Last Respect. Mình thiết nghĩ team Bảo Cát nên đổi tên thành team Bảo Táp. Dù vậy, chúng ta không thể sử dụng Revive để dựng đầu các Pokemon lên chiến đấu tiếp trong PvP, nên việc Last Respect có thể đạt được sức mạnh tối đa của nó là điều không thể. Ngay cả 50, 20 hay 10% của con số 5050 là cũng vô cùng khó để xảy ra, nên Hailstone và Last Respect chưa phá meta một cách quá khủng khiếp. Hailstone có thể nói là hợp với đấu đơn hơn để trở thành cái tên cuối cùng ra sân sau khi 5 đồng đội ngã xuống để Last Respect đạt được con số 300. Cộng thêm Attack căn bản 101 và đem theo Choice Band hay Spell Tag thì cũng là dư sức One Hit One Kill phần lớn các mục tiêu. Đó là chưa tính đến việc Hailstone Terra cùng hệ ma đấy nhé. Thế hệ thứ 9 mang đến một chiêu thức mới là Revival Blessing với hiệu ứng hồi sinh một Pokemon trong team, nhưng Pokemon sử dụng vẫn sẽ bình an vô sự chứ không bị mất khả năng chiến đấu như Healing Wish. Và tất nhiên, nếu trainer có thể kết hợp và sử dụng qua lại giữa Revival Blessing và Healing Wish thì sức mạnh của Last Respect sẽ có thể vượt qua được ngưỡng 300. Lưu ý là Revival Blessing chỉ có đúng 1 PP thôi nhé. Nhìn chung thì Hailstone là một Pokemon rất đáng quan tâm trong chiến đấu vì sở hữu một bộ chỉ số khá tốt và ability có tính áp dụng cao, nên ngay cả khi không phát huy được chiêu thức độc quyền mang tính bá đạo thì đây vẫn sẽ là một thành viên sáng giá của team Bảo Táp. Còn nếu trainer khai thác được Last Respect thì quá tuyệt vời. Và đó là những Pokemon cuốn mới được giới thiệu thông qua Pokemon Scarlet và Violet. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về những chú chó của vùng đất Pandia? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG, everyone.